Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Hàn Đại Computer. Xin chào các bạn. Thì bên cạnh mình đây, đó chính là một hệ thống workstation mới dành cho studio của Hàn Đại Computer. Trong video này, chúng ta hãy like và subscribe kênh của chúng tôi để nhận những video hay hơn trong tương lai. Và không nói thông dài nữa, bây giờ chúng ta hãy cùng đến với video này. Chào các bạn, mình là Đạt. Còn mình là Dũng, chắc ai cũng biết rồi. Xin chào các bạn, chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Hàn Đại Computer. Anh mới rất đặc biệt, đó chính là anh Hoàng Virus. Hello mọi người, xin chào mọi người. Vừa ra nội xong. Đơn giản. Đơn giản. Đồng đấy. Tổng cộng 100 triệu thì em đã chuẩn bị cho anh là một cấu hình cực kỳ khủng. Xin chào các bạn, mình là Linh Ngọc Đàm. Phải ơi, sửa chim chưa? Không có gì để sờ hết. Mình đang có mặt ở Hà Nội, Computer 43 Thái Hà. Đong cho đầy hạnh phúc, gói cho trọn lộc tài, giữ cho mãi an khang, thắt chặt tình phú quý, cùng chúc nhau như ý, hứng cho tròn an khang, một năm mới bình an, cả nhà đều sung túc. Năm mới 2019, Hà Nội Computer kính chúc tất cả các quý khán giả của trên YouTube của Hà Nội Computer một năm mới thành công và dồi dào sức khỏe. Và đương nhiên là hãy tiếp tục đón xem những video mới nhất của Hà Nội Computer nhé. Chúc mừng năm mới tất cả mọi người.